Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, vụ xuân năm nay toàn tỉnh trồng trên 1.300 ha cây dưa các loại như dưa hấu, dưa lê, chủ yếu tập trung ở một số địa phương như huyện Cẩm Giang, Từ Kỳ, Nam Sách và thành phố Chí Linh. Do ảnh hưởng của thời tiết, nắng mưa, sen kẽ, độ ẩm cao trên cây dưa xuất hiện một số dịch bệnh gây hại như bệnh xương mai, thán thư, bọ trĩ, bọ nhảy. Chương trình đồng hành cùng nhà nông tuần này, các cán bộ kỹ thuật khuyến nông sẽ chia sẻ với bà con một số thuốc bảo vệ thực vật đặc trị bệnh cho cây dưa. Có mặt tại cuộc hội thảo kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây dưa trên cánh đồng xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, là bà con nông dân của xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ và xã Cẩm Văn, Đức Chính, huyện Cẩm Giang. Tại đây, bà con nông dân được các chuyên gia khuyến nông hướng dẫn phương pháp điều tra, phát hiện và phân biệt mỗi loại sâu bệnh, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên dưa, hướng dẫn cấp mã vùng trồng, đóng gói, phục vụ người tiêu dùng và xuất khẩu đối với trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì từ đầu năm đến nay thì phối hợp với các công ty cung ứng phân bón thuốc bảo vệ thực vật và giống thì riêng đối với sản phẩm trên cây dưa thì đã phối hợp cùng với xíng ta làm mô hình trình diễn là 5 mẫu và các sản phẩm đến thời điểm hiện nay thì đối với dưa là tương đối đạt hiệu quả cao không có hiện tượng sâu bệnh gây hại và mô hình ở trên cây dưa đến thời điểm này thì đã bắt đầu ra hoa và chuẩn bị thụ phấn. Các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta thì cái chất lượng là đứng top đầu trong các cái bảo vệ thực vật. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng phối hợp với công ty Sigenta là hỗ trợ bà con nông dân về biện pháp kỹ thuật tập huấn, hướng dẫn về nhận biết sâu bệnh và hỗ trợ bà con nông dân làm mô hình để làm sao mà bà con nông dân đạt được kết quả cao nhất và giá trị kinh tế cao nhất trên cây dưa hiện nay trà dưa sớm đã bắt đầu thụ phấn hoa trà dưa muộn đang phát triển thân lá thời gian qua thời tiết liên tục có mưa nhỏ trời âm u kéo dài độ ẩm cao cây dưa thiếu quang hợp nên xuất hiện một số dịch hại như chết cây non bệnh nứt thân chảy nhựa bệnh thán thư sương mai các loại sâu bệnh như sâu tơ sâu non bọ trĩ bọ nhảy gây hại các chuyên gia khuyến nông khuyến cáo vào thời điểm này, bà con tập trung phòng trừ bệnh cho cây dưa với hai sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật Miravit 200SC, quản lý bệnh phấn trắng đốm lá, nứt dây chảy nhựa, kết hợp với thuốc Milestostar 60 VG đặc trị bọ trĩ, bọ phấn sâu tơ sâu non. Đây là những loại thuốc bảo vệ thực vật do công ty Syngenta cung ứng. Để tạo niềm tin cho nông dân, cán bộ kỹ thuật công ty Syngenta đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp một số địa phương phun trừ thử nghiệm phòng trừ sâu bệnh cho cây dưa tại huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giang, được cán bộ và người trồng dưa tin tưởng. Bà con cần đi thăm đồng thường xuyên. Nếu phát hiện đối tượng bọ trĩ, bọ phấn trắng gây xoăn lá, thì công ty Syngenta... À, khuyến cáo bà con sử dụng sản phẩm à, Minicto Star 60 VKG để quản lý đặc trị cái đối tượng à, bọ trĩ, bọ phấn trắng. À, liều lượng sử dụng một gói Minicto Star 25g à, pha cho 25 lít nước. À, à, đặc biệt là khi bà con sử dụng cái sản phẩm Minicto Star à, sẽ giúp cho bà con à, kéo dài cái hiệu lực quản lý bọ trĩ, bọ phấn. À, ngoài ra à, nếu phát hiện ở trên ruộng của mình à, bị bệnh phấn trắng gây hại hoặc bệnh đốm lá trên cây dưa bầu bí thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm đặc trị là Miravit 200 SC của công ty Syngenta liều lượng là một chai Miravit 100 ml chia cho 5 bình từ 16 đến 18 lít nước Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để cây dưa sinh trưởng phát triển tốt, phòng trừ một số bệnh thán thư, sương mai, sâu tơ, sâu non cho cây dưa với thuốc bảo vệ thực vật Miravit 200SC kết hợp với thuốc Milestostar 600 vg vừa trị bệnh sương mai, thán thư và trị luôn bọ trĩ, bọ phấn, sâu tơ, sâu non, giúp cây xanh lá, cứng khỏe, làm tiền đề cho cây thụ phấn đậu quả.